nữ tập trung nha, cho thầy coi nha. Ủa thầy, sao con nghĩ sao thầy không có coi tay coi tướng hay là coi chỉ tay gì, thầy cứ mò cái gì thầy? Mò bát quái. Trời ơi, coi chỉ tay với coi tướng, coi chỉ chân bên thưa. Mò bát quái mà nói được mới là dễ sợ. Ủa thầy mò thầy thấy cái gì mà thầy nói được vậy thầy? Mò, mò chừng nào ký ức nó dạt về là thầy nói ra. Dạ. Phải nhớ lại từ từ chứ. Dạ. Đây, có rồi. Số của nữ á là số dượng phu ít tử. Có là nghĩa là sao thầy? Nhiều chồng có ít con. Có thằng chồng chết rồi, chết trẻ, chết trên giường á, đúng không? Dạ không, không phải chết trên giường. Cũng chết rồi đó, đúng rồi, chết thì nằm trên chết trên giường. Cãi thầy không à. Chết rồi không lẽ đặt nó như đất. Có đặt nó trên giường không? Đúng. Đặt trên giường đúng không? Dạ. Đắp nó rồi lại đúng không? Dạ. Có để nải chuối trên bụng á. Dạ, đúng rồi. Mà lúc đó là đi ra chợ không có chuối, mua nải chuối già về để lên, đúng không? Trời đúng không? Chính xác không? Dạ chính xác luôn. Rồi hết rồi đó, ký ức nó hết rồi. Dạ. Rồi, dạ. Thấy sao? Dạ, đúng quá thầy. Đúng quá thầy ơi. Gì vậy? Thầy dạ, có hai đứa em á, hai đứa cháu á thầy. Nghe cái hơi, dạ. Cái mùi dạ. Nó không có được thơm. Dạ. Là mùi của anh á. Đúng rồi. Gì vậy cho anh mở tâm xong rồi. Thôi đừng ồn ào quá. Bây giờ vậy đi thầy coi cho tụi nó trước nghe thầy. Thôi đứa nào rồi. Đây coi con Dung Dung đi. Con trước đi. Mày á, bây giờ mày hỏi thầy liền đi là mày mấy đời chồng. Dạ. Rồi chồng của mày có chết sớm không? Dạ đúng rồi. Hiểu không? Em hỏi thôi anh có chết không? Thôi đi. Đến coi cho mày bẹo nói chuyện mày bẹo xíu đi. Anh là trụ cột của gia đình thì coi cho anh trước. Không, đây nè con, mày ngồi đây đi. Dạ. Thầy coi cho con vợ trước đi. Mày nhớ hỏi ổng, mày nhớ hỏi ổng là mày mấy đời chồng. Dạ. Mày chỉ cần hỏi vậy thôi là hiểu rồi. Dạ đúng rồi. Thôi đi. Chồng chừng nào chết chồng này nè. Mày bèo nói. Dạ. Cái chuyện mày bèo thầy coi cho con đi. Ê trời ơi, cái chiều rồi thầy. Thầy đuôi mà thầy cũng nhìn thấy à, mò bá quái nhìn thấy liền á. Thấy gì thầy? Nam này xấu dữ tợn lắm mà. Trời ơi, xấu nhất thế gian mà xấu nhì thế giới đó. Xấu gian danh bốn bể, xấu rạng rỡ non sông. Trời ơi thầy. Xấu banh chợ banh làng, xấu tan nhà nát cửa. Xấu mà xúc phạm người nhìn luôn mà xấu dữ dội lắm không? Chồng của nữ là xấu lắm à. Mộng ước của con là muốn đi sửa mũi đúng không? Dạ đúng rồi. Con mê lắm, mê sửa mũi lắm đúng không? Con tính đi sửa thầy. Mà cái bà mập kia là bà không có cho đúng không? Cản nó đó thầy quá đúng luôn. Ủa trời giỏi quá thầy ơi. Nói chung là con thấy cái vận mệnh của con nó bị xuống quá. Bây giờ con muốn thay đổi cái vận mệnh của con là con tính đi sửa mũi đó thầy. Coi xeo. Coi xeo ha. Dạ. Yeah. Để thầy mò bắt quá mới biết trời rồi thầy qua. Mày sửa mũi đi. Phải sửa tới lần thứ ba mới được. Lấy cái sườn á. Yeah. Gắn lên giống cái thằng gì á. Gắn vô một cái là lên luôn con. Lên luôn. Phất lên được năm đầu. Năm năm sau mày lụng bại. Qua trời. Mày không có chỗ dung thân. Hả? Mày chết bờ chết bụi. Ê. Người ta lập miếu dọc đường thờ mày. Thôi quá. Thôi ơi. Ôi. Chị treo tự nhiên sửa mũi mày mày. Thôi đừng sửa. Thôi. Đừng sửa. Mà bây giờ vậy con cắt mắt được không thầy? Cắt mắt nha thầy. Ủa mày còn cái mộng ước đó nữa hả? Cắt mắt luôn cắt thầy. Cắt mắt hả? Rồi cắt đi con. Cắt đi. Mày sẽ phất nửa năm đầu, ba năm sau mày lụng bại. Ba trời. Ừ. Sao nó giống lụng bại? Sao giống sữa mũi vậy? Không. Tại vì cái số của con á, hồi xưa con ở trên trời con là tiên nữ. Trời, tiên nữ hả thầy? Ừ, con rồi. Đẹp lắm đúng không thầy? Đúng rồi. Đó. Rồi một ngày nọ con đi ngang cái vườn đào. Con không ăn cắp trái đào. Hiểu không? Ủa? Không có ăn cắp trái đào. Ăn cắp trái mận của Tây Dương Mẫu. Mà tức. Mà đài xuống. Ồ. Mà đài xuống cái con đi lộn nhà. Đáng lẽ con phải vô cái nhà của con gái. Phải không? Con đầu thai làm đứa con gái là con sẽ là con gái của nhà tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Wow. Nhưng mà nó vô lộn nhà. Trời ơi. Con đưa vô cái nhà của cái đầu thai thành thằng con trai lộn. Bây giờ con muốn sửa không? Sửa thầy. Sửa cái này nè. Con đi chuyển giới đi. Đi chuyển giới con làm con gái luôn. Hiểu không? Yeah. Làm con gái rồi là bảo đảm con sẽ là đứa con gái giàu nhất Việt Nam. Yeah. Đứa con thầy giàu liền không thầy? Giàu liền. Giao liền. Con... Trời ơi, anh chuyển giới là anh thành nữ rồi. Đúng rồi, là bây giờ về là không phải hai vợ chồng nữa mà là tỷ muội. Trời ơi, em đồng ý. Chỉ
cần mình giàu lên thôi thì mình đúng, thành vợ chồng hay tỉ muội nó không thành vấn đề. Cô cũng thấy vậy đó con. Bây giờ mày cứ một lần một đi cho mày biết thế nào gọi là giàu có. Đúng rồi. Rồi mày, tao mày... hứa với mày luôn, tao nhận mày là con gái nuôi luôn. Người ta vẫn yêu phụ nữ, ta vẫn yêu em, anh vẫn yêu em chứ bộ. Giàu hay không là do mình làm ăn chứ không phải là do sửa mũi sửa này này nọ. Ủa vậy hả? Mệt nghe không có sửa xiết gì hết. Bây giờ khẳng định chưa? Bây giờ còn đòi đi sửa mũi nữa không? Không có sửa nữa. Bây giờ đi sửa điện đi. Ủa không sửa sao cầm cặp viên dít trong tay vậy? Cầm chắc dữ dội nữa mà. Bị liêu. Giờ tôi đi ra nhà bà Tám rồi sửa điện đi. Thôi. Rồi không sửa để vào liền hả? Điện giới đi. Ủa? Ủa cái thằng đi viện này nó làm hay lắm nè. Ông mỏi lại mỏi miệng chết mà. Trời ơi con cắm vào chú hai vậy. Cảm ơn làm phước. Tôi mỏi miệng tôi mệt mỏi ghê. Tiền bà nội. Nó chứ mất lên tới tụi. Đi cô Lan. Trời ơi. Trả giùm con đi cho con thiếu coi như là cộng chung cho cái tiền nhà nợ con á. Đổ qua ông đổ qua bà đổ qua. Vậy tôi thiếu luôn đi. Trời ơi. Thánh Tông ơi. Phước cho người ta đi. Làm phước cái gì tôi mướn cái này hết 700-800 ngàn rồi trời. Trời đất ơi nè bây giờ tính sao. Trời ơi. Ơi. Bà Lan, nấu món kẹo ăn hồng rồi bà nở. Sao cho em? Em làm được nửa cái đầu rồi. Còn nửa đầu em thắt bím nữa, sau đó em make up thế là xong. Em giỡn với anh đó hả? Bình thường là em make up đã 2 tiếng đồng hồ rồi. Mà nãy giờ anh chờ em 1 tiếng đồng hồ chỉ cho cái công đoạn là thắt bím của em thôi á. Đúng rồi, tại tóc em ngắn nó hơi khó thắt. Nó thắt xong nó lại hư rồi em phải tháo ra thắt lại. Em vừa phải phải thôi. Không mấy giờ mình để đừng thắt bím nữa, để bình thường đi cũng đẹp mà. Anh điên à. Em phải làm đi tiệc ấy là phải đầu tóc, phải chỉnh chu, make up nó phải cẩn thận. Chứ không ra đường người ta cười vào mặt chúng mình ấy. Đây là cơ hội để người ta nhìn thấy cặp vợ chồng mình đẹp đôi thế nào mà. Thôi làm đi. Ừ, anh cứ lèm bèm anh làm em chả còn tập trung thắt tóc được nữa. Xong rồi muộn anh lại mắng em thêm. Thôi bây giờ để khỏi phải nói nữa, anh mở tủ anh lấy cái đầm vàng anh đi ủi cho em cái. Em nha, đã biết ngày em đã đi tiệc lo ủi đầu trước đi, tự nhiên giờ biết rồi. Từ nãy giờ em bận thắt tóc, chưa kịp ủi đồ. Trong đây làm gì có cái đầm nào màu vàng? Sao lại không có cái đầm màu vàng? Cái đầm của em thích nhất em đặt ở trong đấy mà lại. Em nhìn đi. Làm gì có cái đầm nào màu vàng? Okay. Anh xem nó có rơi ở dưới kia không? Chồng con vô tích sự, bảo kiếm đồ cũng không có. Trong đây toàn màu gì không chứ làm gì có màu vàng? Cái đầm màu vàng của em đâu? Ai biết, tự nhiên hỏi anh. Em nhớ cho kỹ đi nha. Em có đem đi đâu giặt vũ hay là cho ai mượn á thì em coi đi. Sao mà cái đầm ở trong tủ mà lại không có đâu nhỉ? Bây giờ cả cái phòng chỉ có mỗi hai người. Em không lấy, chắc chắn là cái người còn lại lấy. Thôi nha. Từ bao giờ em nghĩ chồng em như vậy em? Em nghĩ cái đầm em anh mặc vừa không? Hả? Từ cái lúc vừa hồi nãy lẽ bắt đầu em nghĩ. Cứng lại rồi. Từ bao giờ em nghĩ vậy? Em vừa phải thôi, anh đã nói anh không mặc vừa cái đầm đó. Thì thế em mới nghi ngờ, đúng không? Anh lấy ra, anh to, anh mặc không vừa, anh làm rách xong anh phải hủy để phi tang, để không cho em phát hiện ra. Vợ ơi là vợ. Em vừa phải thôi vợ. Anh là đàn ông. Đàn ông chân thật nha. Chân chính đàng hoàng nha. Không có cái sở thích dành đầm với vợ đâu nha. Thế thì bây giờ cái đầm của em ở đâu? Ai biết em có cho ai mượn không? Ờ ha. Hôm bữa em cho con Ti mượn. Cho con Ti mượn mà quên không lấy về. Mà anh ý lạ lùng thật, chồng con vô tích sự, chả bao giờ giúp được cái gì. Biết em đi tiệc, anh phải đến anh đòi nó mang về cho em mặc chứ. Vậy nữa hả? Ừ. Rồi đầm của em thì em phải tự đòi đi chứ mắc mớ gì. Thôi mặc cái khác đi. Đó, được rồi cái này đi. Cái này nhìn cũng thẳng thớm nè. Ừ mặc thôi. Cái này đi đỡ phải ủi. Thôi thế cũng được. Xong rồi anh chờ em tí nhá. Bây giờ em bắt đầu làm qua cái đầu bên cạnh, làm qua nửa bên này xong một cái là lát nữa em thay đồ xong cái là đi thôi nhá. Ủa thay đồ là xong hả? Ừ. Ủa đi chân không hay sao? À quên, ra ngoài lấy cho em đôi giày. Nhiều bạc phải không? Ừ. Không có đôi nào màu bạc hết. Sao lại không có đôi nào màu bạc? Chồng con cứ vô tích sự nhờ gì cũng không được. Nó không ở đây thì nó rơi ở đâu đấy thì anh đi tìm cho em đi. Chửi hoài à. Mệt ghê là nó không thấy mà. Không tin anh đem hết vô cho em coi. Hả? Nhìn kỹ đi. Có cái đôi nào gọi là cái đôi màu bạc không? Thì cái đôi giày của em ở đâu hay anh lại lấy anh đi rồi? Hay em lại cho người nào mượn em nhớ kỹ đi. Làm gì có ai muộn, cái đôi đấy bị gãy mà. Bị gãy em mang chi? Thì
đúng rồi. Cái đôi đấy hôm đấy bị gãy gót rồi em vứt nó đi rồi. Em quên. Thôi, lấy đôi đỏ này cũng được này. Lấy đôi đỏ cũng được này, nhá. Rồi, xong rồi, bây giờ xem còn cái gì nữa nhỉ? À còn bông tai của em, tìm bông tai cho em đây. Bông tai của em thì em tự nhớ đi, hôm bữa em cất mà. Hôm bữa cái này em nhớ nhá. Hôm bữa đi tiệc về em đưa bông tai của em cho anh em cất. Em cứ nhớ làm sao á, anh đã đưa cho em rồi. Em đưa cho anh tận tay luôn. Dạ, dạ thưa chị, là anh đã đưa lại cho em không nhớ hả? Hôm đó đi tiệc về xong hả, em nói anh ơi cất giùm em đôi bông tai, anh cầm tận tay anh đem đi cất, hôm sau lại đi tiệc tiếp, em lại nhờ anh đã lấy ra đưa cho em và em về em tự cất, anh không biết, em hỏi người khác đi. Cái gì cũng mất, cứ mỗi lần tìm cái gì cũng mất. À hôm đấy cái đầu này em phát hiện ra nó bị lỗi mốt, em vứt rồi. Thôi, đây em xong rồi này. Đây này em xong rồi này. Dạ em trang điểm cái xong rồi là trang điểm xong một cái em thay đồ cái là mình xong nhá. Nghỉ. Muốn đi đâu hết á? Cái gì đây? Bực mình quá. Ở nhà luôn đi. Sao lại ở nhà? Anh sẽ đi uống bia với bạn cho đỡ tức. Ở nhà đi. Ghét dễ sợ. Ơ kìa. Lo làm cái đầu tiếp đi. Ôi trời ơi. Chồng thì cha bây giờ hiểu được, lấy vợ, vợ là đàn bà thì mình phải hiểu đàn bà chứ. Em ước em chủ cho kiếp sau anh làm đàn bà, cho anh hiểu thế nào là nỗi khổ của đàn bà. Chị, dạ chị có cái khăn quàng cổ nào không? Chị cho em mượn cái em choàng em đi dạo phố với chồng em. Đi dạo phố mà cũng phải quàng khăn thật. Đi dạo phố với chồng em phải đẹp chứ. Đây. Trời, đẹp ta. Đây, có hai cái khăn, thích cái nào cho mượn cái đấy. Trời ơi, công nhận chị có gu thẩm mỹ. Chị chọn đồ đẹp thiệt luôn á nha. Đương nhiên, với khăn đẹp tú mà. Ủa, cái khăn màu xanh này hợp với em nè. Ừ. Cái đầm em nó màu xanh, là có cái màu xanh. Ủa, cái màu trắng này cũng hợp luôn nè. Nó cũng có màu trắng luôn nè. Mà chị có khăn màu đỏ không cho em mượn đi. Vừa nói là nhà chỉ có hai cái khăn thôi. Mượn mà cũng đòi hỏi quá cơ. Thế có mượn không? Mượn luôn. Coi như mượn hai cái luôn đi. Mượn xong rồi nhớ trả nhá. Dạ. Thôi bây giờ tôi phải đi rồi. Đứng lại. Chị định đi đâu ạ? Đi ăn tiệc với anh Tú. Trời đất ơi, chị đi ăn tiệc với anh Tú hả? Ừ. Chị thay đồ chưa? Thay rồi. Đến nãy hả? Bộ này toàn là cườm lấp lánh rồi. Hoa cỏ mùa xuân này rồi còn chê gì. Trời ơi, sao chị có gu thẩm mỹ mà chị chọn đầm kỳ vậy? Chị mặc cái đầm này nhìn y như bà nội của anh Tú vậy á. Thế á? Ừ. Ghê quá. Chị già thế á? Già lắm. Bây giờ chị phải thay đồ đi. Chết. Người ta nói chị là bà nội anh Tú không? Không. Trời ơi, phải thay đi. Ghê quá. Xấu già. Lấp lánh kim cương hụt lục xoàng. May mà em nói. Chứ không, chị mới này ra thì xấu mất chết. Trời ơi, cái gì vậy trời? Trời ơi, cái này là tủ quần áo của chị đó hả? Trời ơi. Đồ này của chị phải không? Ừ. Là của chị. Chị xin đồ của cô Lan về chị mặc thành đồ của chị đúng không? Em sợ hơi à? Hai cái con người của chị gộp lại mới mặc vừa cái áo của mẹ chị. Trời ơi, thật là kinh khủng. Đây là đồ của chị. Chị làm sao chị mặc mấy cái đồ này vậy trời? Đồ chị đẹp mà. Đồ này cho em làm đồ dẻ luôn á, chứ đừng nói là mặc, nghĩ sao mặc lên thế người chị. Thế thì làm sao được, coi sao em mượn khăn nhá. Khăn là chuyện khác, còn bây giờ đầm chị mặc, chị đi với anh Tú chị đẹp trai như vậy. Chị mặc thì cuối cùng bây giờ chọn dùng đi, bây chọn một là... cái đi. Thôi được rồi, em có cách để em giúp chị nè. Ừ. Em thương chị lắm á nha, cái gì em cũng vì chị hết, bây giờ em hy sinh nè. Đó, chị lấy cái đầm này của em chị mặc đi ăn tiệc với anh Tú đi.